Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Sở Việt Trên video anh em đang xem, đây là mẫu xe MG ZS Trong video trước, em đã cập nhật chính sách bán hàng của các phiên bản MG ZS cho anh em rồi Và hiện tại, cách đây mấy hôm, giá xe đã có sự thay đổi Cụ thể đối với phiên bản MG ZS STD bản tiêu chuẩn thì mức hỗ trợ khuyến mại không còn được như video trước Và trong video này, em sẽ cập nhật lại chính sách bán hàng của từng phiên bản MG ZS để anh em nào đang có nhu cầu anh em tham khảo, anh em cân đối và lựa chọn xe cho phù hợp Mời anh em cùng xem video. Mẫu xe MGZS có tất cả là 3 phiên bản để anh em lựa chọn. Phiên bản thấp nhất đó là MGZS bản STD bản tiêu chuẩn. Phiên bản này hiện tại đây là xe sản xuất 2024. Phiên bản thứ hai đó là MGZS bản com. Phiên bản thứ ba đó là MGZS bản Lux Tất cả 3 phiên bản MGZS đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Trong khi đó thương hiệu MG trước đây là thương hiệu xe của Anh Quốc và được công ty Trung Quốc mua lại. Nhà máy được đặt ở bên Thái Lan sau đó là được nhập về Việt Nam. <laughs> phiên bản đầu tiên em cập nhật chính sách bán hàng những ngày cuối tháng 3 này, đó là chiếc MGZ bản tiêu chuẩn. Về thông số kỹ thuật của phiên bản MGZ tiêu chuẩn, em xin phép cập nhật lại để những anh em nào mới tham khảo anh em có thể nắm được. Xe sử dụng động cơ 1.5 lít cho công suất cực đại là 112 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng trên phút. Xe đạt vận tốc tối đa là 170 km/h, kèm hộp số vô cấp CVT có chế độ lái thể thao giả là 8 cấp Khoảng sáng gầm của xe là 17 cm, xe được trang bị phanh đĩa cả 4 bánh. Mâm xe hợp kim lúc 16 inch, cụm đèn pha dạng LED, cụm đèn hậu dạng LED. Vô lăng bọc da tích hợp điều khiển và ga tự động lưu control. Chìa khóa smart key có đèn nổ bằng nút bấm. Hệ thống điều hòa xe được trang bị điều hòa cơ, xe được trang bị ghế da, hàng ghế sau thì gặp được 60 40. Màn hình giải trí 10.1 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống âm thanh thì xe được trang bị 4 loa. Cùng với đó là nhiều những tính năng an toàn, cụ thể đó là xe được trang bị camera lùi, cảm biến lùi, xe có phanh tay điện tử kèm giữ phanh tự động, xe được trang bị hai túi khí và trang bị những tính năng an toàn như là hệ thống ổn định thân xe, kiểm soát độ bám đường, cảm biến áp suất lốp, khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, kiểm soát phanh góc cua, làm khô đĩa phanh, chống bò cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp và hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp. Giá niêm yết của MGZS bản STD bản tiêu chuẩn là 538 triệu xe sản xuất 2024 và giá bán tại hai cơ sở bên em tại những ngày cuối tháng 3 như sau. Cơ sở Hà Nội giá bán bây giờ là 480 triệu, như vậy là nhỉnh hơn so với video trước khoảng 15 triệu. Cơ sở TP.HCM Hồ Chí Minh giá bán vẫn ổn định ở mức 468 triệu. Với giá bán mới như vậy, giá xe ra biển số lăn bánh tại các địa phương, em xin phép tính cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 566 triệu, các tỉnh áp 12% là 547 triệu Các tỉnh áp 10% là 536 triệu Biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 543 triệu Và các tỉnh miền Nam sẽ là 524 triệu Giá xe ra biển số lăn bánh trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản Anh em có thể xem trên màn hình Chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và những chi phí dịch vụ ngoài Có nghĩa là anh em hiểu Giá xe ra biển số lăn bánh em tính trên đây là anh em tự đi đăng ký Anh em chỉ mua nguyên xe bên em về thôi còn trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp thì sẽ phát sinh thêm hai khoản nữa đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói và bảo hiểm thất vỏ. Đối với anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì ngân hàng cho anh em vay tối đa lên đến khoảng 430 triệu tùy vào thẩm định của ngân hàng. Và như vậy số tiền ban đầu thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị khoảng 136 triệu. Các tỉnh áp 12% là 117 triệu. Các tỉnh áp 10% là 106 triệu biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 113 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 94 triệu. Bắt buộc anh em phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ. Năm đầu tiên chỉ giá là, là 6,2 triệu cùng với đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Và gói vay tối đa 430 triệu trong thời gian vay 8 năm. Gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 7,9 triệu, trong đó gốc chia đều là 4,4 triệu và lãi suất đầu tiên là 3,5 triệu. Dư nợ cũng sẽ giảm dần. <laughs> Phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em, đó là mặt com về thông số kỹ thuật, ngoài các tính năng option như bản STD bản tiêu chuẩn thì MGZ bản com thì được trang bị thêm những option sau. Xe có trang bị thêm đèn sương mù phía trước và sau và xe được trang bị 6 loa hiệu ứng 3D cùng với đó là 4 túi khí. Giá niêm yết của phiên bản này là 588 triệu và tại thời điểm những ngày cuối tháng 3, giá bán cho anh em cụ thể của hai cơ sở bên em như sau. Cơ sở Hà Nội giá bán là 495 triệu. Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh giá bán là 493 triệu. Như vậy là chênh lệch so với phiên bản STD khoảng hơn chục triệu thôi mà anh em đã được 6 loa hiệu ứng 3D, 4 túi khí thì tốt nhất là anh em nên lấy MGS bản con mặc dù là sản xuất 2023 thôi nhưng mà đáng đồng tiền bắt gạo hơn là mấy bản sẽ STD tại thời này. Với giá bán như trên, giá sẽ ra biển số lăn bánh em cũng đã tính cho anh em sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 587 triệu, các tỉnh áp 12% là 568 triệu, các tỉnh áp 10% là 556 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 573 triệu, và các tỉnh miền Nam sẽ là 554 triệu anh em nào mua trả góp thì đối với phiên bản com này anh em vay được ngân hàng tối đa khoảng 440 triệu như vậy thì số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị thấp nhất là so anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị khoảng 147 triệu các tỉnh áp 12% thuế là 128 triệu các tỉnh áp 10% là 116 triệu thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 133 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 114 triệu bắt buộc anh em cũng vẫn sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ năm đầu chỉ thá là 6,4 triệu Thứ hai là dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Và gói vay tối đa 440 triệu trong thời gian vay 8 năm. gốc lại tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 8,1 triệu, trong đó thì gốc chi đều là 4,5 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 3,6 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần. <laughs> phiên bản thứ ba phiên bản cuối cùng, phiên bản cao cấp nhất em cập nhật chính sách bán hàng những ngày cuối tháng 3 cho anh em, đó là chiếc MG bản NUX. Về thông số kỹ thuật của xe Ngoài các tính năng option như hai bản ZS em vừa mới giới thiệu, vừa mới cập nhật cho anh em thì bản Black có những option tính năng vượt trội hơn như sau. Xe được trang bị đo mâm xe 17 inch, có đèn pha tự động, có trang bị gạt mưa tự động, ghế lái chỉnh điện được 6 hướng. Xe trang bị thêm cam 360, có cửa sổ trời toàn cảnh panorama và xe được trang bị 6 thư khí. Giá niêm yết là 638 triệu. Giá bán những ngày cuối tháng 3 của hai cơ sở bên em như sau. Cơ sở Hà Nội giá bán là 535 triệu cơ sở thành phố Hồ Chí Minh giá bán là 538 triệu vẫn tặng thêm phụ kiện cho anh em như vậy phiên bản nắc này so với video trước thì giá bán vẫn đang ổn định căn cứ từ giá bán nguyên xe như vậy giá xe ra biển số lăn bánh em cũng đã tính cho anh em như sau anh em ở Hà Nội sẽ là 633 triệu các tỉnh áp 12% là 614 triệu các tỉnh áp 10% là 601 triệu biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 623 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 604 triệu anh em nào mua trả góp bản nắc, anh em được vay tối đa khoảng 490 triệu và số tiền bắt đầu anh em cần phải chuẩn bị thấp nhất như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 143 triệu. Các tỉnh áp 12% là 124 triệu. Các tỉnh áp 10% là 111 triệu. Biển Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 133 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 114 triệu. Bắt buộc anh em phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ và năm đầu tiên chỉ giá là 6,9 triệu cùng với đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói và gói vay tối đa 85% tương đương với số tiền là 490 triệu trong thời gian vay 8 năm. Gốc lại tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 9 triệu, trong đó gốc chia đều 5,1 triệu và lãi suất đầu tiên là 3,9 triệu, dư nợ cũng sẽ làm dần. Và như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của các phiên bản MG ZS tại thời điểm những ngày cuối tháng 3. Hy vọng những thông tin em chia sẻ trên video sẽ giúp ích cho anh em trong việc lựa chọn xe cho phù hợp tại thời điểm này. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.